chùa Tú đây nè, 25.000 một ký. Rồi cái này của gì? Ký 2. 25 30.000. Dạ con cảm ơn. Cái này của gì hay gì? 26. 26. Nè này chị Tú. Của bà Sáu nhiêu? 25 là của gì kia? Của bà Sáu là 30. Của tôi 30. 35. Của chị Sáu còn ký 4 lận, 35. Cái này được không? Được. Với cái này chụp ba giá được hết luôn. Ôi ngon quá nè ơi. Rồi mấy cái trái xoài cát hòa lộc quá là ngon luôn nè cô chú anh chị và các bạn ơi, cho mấy chị em tụi con xin chào nha. Đây ở dưới có một cô gái đang cặm cụi mắc sức hái bằng cái lồng nha, tại vì sợ là đứng ở đây bị tuột xuống hay sao cô chú ơi, cho nên là đang hái bằng lồng mà hái cũng được rất là nhiều trái luôn nè. Mình đi qua đây mình coi nha. Đâu cho em coi coi. Ôi có trái chín luôn kìa chị ba ơi. Có một trái chín rồi. Quá. Ao. Lọt ở dưới rồi giờ chi tìm à. Chị mới thấy một trái chín cây. Xoài nhà mấy chị em tụi con trồng cũng ai cho nó được đó nha. Được mấy năm rồi đó cô chú anh chị và các bạn có nhớ không? Nếu mà ai mà có coi clip cũ thì chắc chắn sẽ biết á, mà không ngờ là hôm nay là đã vô cái mùa thu hoạch rồi nè cô chú. Mấy lần trước thì trái nó cũng ít nhưng mà không biết sao đợt này hên quá, trái nhiều quá nè. Có mấy trái bự ơi là bự nè, còn mấy trái này nè. Mấy hái trái này là nó chín luôn rồi nè cô chú. Toàn là xoài cắt hòa lọc không à. Ngon ơi là ngon luôn. Hết chưa chị ơi? Ơi. Còn không? Đi, mình đi tiếp qua đây nè. Đi, đi qua đây. Đây, đây, tới liền. Ôi, đây, coi cái trái xoài nè cô chú. Nó hùm hùm hết trơn rồi. Cái này mấy chị em con phơi nắng 2 ngày thôi là nó chín ươm ướp tới là mình đem bán là vừa luôn á. Mình trồng được tới đứng đây, chị qua đây, chị đứng mới được. Hai mươi mấy gốc xoài lận. Hồi trước á, vụ mùa đầu tiên á, cái mấy chị em quý á, trái nào cũng bao lại hết trơn á. Vụ này ha, không bao luôn nhưng mà cũng may mắn là xoài á chín nhiều nè, cây thì mấy chục trái không à. Thích lắm luôn á. Wow. Thôi chị bỏ cây nha. Bỏ chị cây. Chị mắc sức quá chị ơi, em thấy chị nắm gì chị hái không em trở lại nè. Đúng rồi. Chị. Trái của luôn á. Cái này ngon quá trời luôn. Ôi. Đây cái trái xoài nè cô chú. Thì bây giờ là bà con á họ chuộng cái xoài cát hòa lộc lắm tại vì nó ngon nó ngọt á. À cũng ôi, cũng đẹp hồi nè cô chú anh chị các bạn xem cái trái xoài nha mấy chị em tụi con nè. Đó, có ai muốn ăn không? Mà ăn thì con gửi cho nha, tặng miễn phí luôn. Ủa cái trái này là ngon hết sảy 0,7 luôn nè. Wow, nè, Ngân hái được một chùm hai trái luôn nè cô chú. Oh, trái bự quá Ngân ơi. Đi Ngân ơi. Đi thôi. Cái đó còn nhỏ không chị ơi? Không, nhưng mà nó già rồi. Đây nè Ngân ơi. Trước mặt ta chẳng đâu xa. Trái đó được chưa? Ở đây có mấy trái nữa nè. Như mấy trái này ơi. Chắc còn nhỏ để lại đi ha. Lên dắt xuống dắt. Mấy trái này để lại đi chị ơi. Cho nó còn được đi. Dưới kia có không? Đi. Để Ngân xuống Ngân coi coi. Nè 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 chị ba, mấy trái này được không chị ba? Trời ơi, ở đây có một cái trái xoài ngọt lắm cô chú. Con ong nó cắn kìa. Hết trái xoài của mình luôn rồi kìa. Tiếc ghê. Chị ba trái xoài này nè chị ba. Ông rồi á. Cố lên chị ba. Hay. Hay. Wow. Cũng về. Bị cắn trên cây rồi kìa. Ừ, ủng ghê ha. Trái nó được không chị ba? Chưa. Cái này chưa đâu. Chưa hả? Chưa già không? Chưa thì nè. Mình để lại. Để cho thịt già già đi. Ôi cái nhóc hết trơn nè. Nửa chưa mát. Ờ trái này già nè chị ba. Trái đó được đó. Trái này nè.
phải không? Nó già nè cô chú. Ơi cái này là nữa mình dăng võng ra đây ngủ luôn. Đồ ba má. Để lên cái coi. Ơi cái đó được kìa. Ơ Nhân ơi. Wow. Nè nãy giờ là em thích nhất cái này nè chị ba. Nè. Ừ ngon ha. Nhìn ngon ghê luôn á. Thích quá à. Rồi đằng kia có không? Rồi để đi dài dài lên đằng kia. Đằng này hết rồi. Bây giờ mình dẹp người lên khách đằng trên á. Đằng trên nhiều trái đây. Hơn. Không. Ôi sao cây này bữa nay nó chết rồi kìa. Cây nào? Nè. Ủng ghê ha. Tại vì xoài mấy chị em tụi con á là chỉ là tưới nước thôi à cô chú ơi, chứ không có xịt thuốc hay là gì hết trơn á, cứ để cho nó tự nhiên á, tại vì xoài này là xoài nhà mình ăn á, nên là mình không có xịt thuốc gì hết á. Nó đang sống lại. Đi chị. Chùm chùm luôn ha. Ôi kia dân dân. Mình chơi bẻ mấy bè. Kìa kìa kìa, cái đó chơi được chưa? Không, cái này chắc được không? Đừng có ép nó. Cái này chắc được nè. Nè nè nè, kìa kìa kìa, chín luôn kìa. Trời ơi đây nè. Nhóc hết trơn nè. Em thấy trái này, kìa trái dưới đó chín luôn kìa chị. Thấy chưa? Chưa thấy. Để đi qua đây vậy nè. Ôi, cái đầu của nó nè. Nó hột gà hết rồi. Wow, ôi trái này đảo quá nè chị ơi. Thấy cái này ngang ngang. Thấy trái này cả. Bự lắm á, nè. Ngon quá vậy. Hết rồi. Ở dưới đây thì sao? Cây này là bao nhiêu luôn. Bao có chín chín luôn á. Ôi. Cái gì vậy? Cái bự không nè. Quen chùm nè. Đâu? Đâu cái đó kìa. Đây nè, đây nè. Già hết rồi đi. Già. Trốn rồi chị. Ôi nguyên chùm già luôn rồi. Còn cái này. Hái hết luôn đi chị. Bốn trái. Ừ, chơi đu đủ nó chín kìa, nó vàng không có một miếng xanh luôn. Nó cao quá. Chơi đu đủ cổ thụ. Kiểm tra chưa? Chị có cái cây này nè nhưng mà không biết sao leo nè. Bây giờ mình tuột xuống rồi mình tuột lên. Miếng trên đi. Cẩn thận nha chị ba ơi. Xuống. Xuống núi. Ở dưới nhìn lên dễ thấy không không? Đúng rồi. Ôi già nè em ơi. Già hết rồi. Nguyên cái chùm mía là giả hết trơn luôn á. Ôi. Em ở đây nè. Chuyền lên nha. Chuyền lên. Cái chùm nó cũng chưa được già hung ngăn ơi. Cũng chưa đâu, thấy nó cũng trái thôi chị. Ờ, thấy nó vậy đó. Để lại đi. Ở dưới mình nhìn lên thì mình thấy nó quặn hết trơn ha. Ừ. Chưa. Nè. Con trái trong gốc này nè nha. Đâu chị? Nó. Nè hai trái mặn trái trên đó nha. Được không? Em xuống được không? Thấy rồi đây thấy rồi. Nhưng mà chưa đâu. Chưa chị ơi. Thấy còn chưa, được chưa? Chưa. Hơi ép hết á. Nè.
đây đây đây. Đầy sọt luôn, quá tuyệt vời. Đầy sọt rồi chứ ơi. Lên được không? Bể đầu thiệt, đau nghe. Đang thử cái đầu với trái xoài cái nào mạnh hơn. Ôi trời ơi, nhức đầu rồi chứ ơi. Chết rồi, nhức đầu thiệt rồi chị. Biết chị tên mình là tên gì chưa? Nhớ được nhà Ngọc, nhớ được nhà không? Biết chị tên gì không? Ôi trời, sao trên đầu em có nhiều sao với gì này chị ơi. Em chỉ đụng chơi thôi nhưng mà đau thiệt nha. Biết bé Khiên Chung với Cưng tên gì không? Dạ nhớ mà, sao dễ gì quên. Trời ơi, quên một cái là khóc luôn á. Ở chị ơi, hồi nãy mà còn một chiếc xài gỡ ở đó phải không chị? Đúng, lụm chưa chị? Chưa. Giờ nhìn không biết lụm nó ở đâu. Nhưng mà bây giờ không biết nó nằm ở chỗ nào. Ồ, phơi ở đâu giờ ta? Đây được không? Phơi ở đây luôn đi. Khoan giờ để xuống đi Lê, để đây đi ăn vô lấy bao đi nha. Dạ. Chị ơi, kiếm giùm em cái thùng giấy với. Thùng giấy làm gì vậy? Vút xoài. Rồi, không thấy luôn. Mình phơi nắng nó trước đi. Có chưa? Có rồi. Wow, hay quá chị bà ơi. Mình phơi nắng nó trước đi ăn ơi. Phơi nắng đi, nở bỏ thùng giấy sao? Ôi xài à. Nhà mấy chị em mới đây mà thu hoạch được rồi nè cô chú ơi, nhìn rất là mừng luôn á. Mấy ngày nào đem về trồng á 3-4 năm trước à. Này nè, lớn ghê không? Mà mình ăn cũng được mấy đợt rồi đó chứ không phải là đây là đợt đầu tiên đâu. Nè, nguyên một nhánh xài luôn. 4 trái. Cái này mấy chị em ăn là hổng gà là cứ ăn lay gai cứ chín lay gai ăn ngày nào cũng ăn chứ. Ăn nhức ngán luôn á. Ăn trái cây ngon. Bài hết thấy thằng đang làm gì đó. Để em cái bao kia lại luôn. Để đem chuyện ra cho chị. Thôi vậy cái nữa mình đem mình đi vú. Cái nào chín. Hai đi mình chín nè. Đẩy cho nó. Ôi trái này muốn chín rồi nè. Phơi luôn. Này ăn tiết chiều qua đó cho phơi nha. Ui. Để đẩy mấy cái này không phơi. Ủa em thích trái đó nhất luôn á. Chắc một cái là đủ rồi. Một cái được rồi. Kệ, mình làm gì cho nó nhiều, thấy nó nhiều. Cho nó thấy cho nó hoành tráng không. Rồi dạ chút cái chiều tới chiều đó có thấy là vài bữa là có thấy nữa rồi đó. Cái trái này bự ghê không? Ngon quá nha. Xuất sắc. Cái thôi dẹp cái. Để đi chút mình nhà bỏ vô trong cái thùng. Ủ ba cái quần áo cũ á. Để nó có hơi. Chị báo. Chị báo. Chị báo. Xong. À, xoài sau khi mà mấy chị em tụi con phơi nắng được 2 ngày đó cô chú thì bữa nay nó cũng ươm mướp rồi. Thường thì xoài cắt hòa lọc á, mấy chị em bán thì sẽ để cho nó ươm mướp như thế này nè. Rồi mình mới mang đi bán chứ mà chín quá đó cô chú thì về đó cũng hơi khó ăn. Ăn tới chiều thôi là phải ăn lẹ lên. Nhưng mà mình bán nó ươm mướp gì nè thì mình có thể cúng ông địa hay là cúng trên bàn thờ được mấy bữa nữa. Giờ thì hai chị em tụi con với cái gánh xoài này sẽ đi dài từ đây xuống chợ bán cho các bà con ở đây nha. Ôi bông giấy đẹp ghê luôn kìa ngang. Ai mua xoài không? Xoài cắt hòa lọc đi mấy cô mấy chú ơi. Không biết bà Bảy có mua xoài không ngang ha. Bà Bảy ơi mua xoài không bà Bảy ơi. Ủa bà Bảy kìa. Bà Bảy mua xoài không? Dạ. Cái này là xoài cắt hòa lọc bà Bảy ơi. 25.000 một ký. Ôi ngon lắm luôn á. Dạ, bà Bảy coi trái xoài kìa. Dạ. 25.000 một ký, bà Bảy mua vài trái ủng hộ con mở hàng nha. Dạ. Con 4 ký đi. Wow. 4 ký luôn hả bà Bảy? Con 4 ký đi. Quá thằng ơi, 4 ký lấy một bự luôn. Đây con lấy mấy trái bự bự cho bà Bảy nha. Dạ, cái hòa lọc. Dạ 25.000 ký chị.
Đây này gì già ngon. Ngon đảm bảo. Xài vườn đó bà bảy. Xài vườn dạ. Mới bẻ rồi vú lại 2 ngày nè. Đây ăn. Đây ăn thôi được. Chị Kiệt có mấy trái bên đây ngon không chị Kiệt? Chị Kiệt qua đây nè. Qua đây nè. Mấy trái đó ngon đó. Dạ 2 trái đó 1 ký. Dọc của nó 25 nữa. Tôi dễ tính tiền. Dạ 25 mới được. Đâu ngăn cân cái đó được chưa? 4 ký chưa? Trái nữa cầm đi. Dạ. Trái lớn lớn nha. Trái nào vừa đi. Cái này đi. Rồi. Rồi 4 ký luôn hay quá. Cái kia tính gì đó. Chứ là chín, dạ là vườn. Chín, cái này không? Cứng cũng còn cứng nè. Tại nhà còn đúng không sao tôi tự. 2 kg rồi đó, 2 kg hơn rồi đấy, 2 kg thôi. Thêm không? Hai ký sáng rồi đó. 3 kg rồi. 3 kg. Ừ, 3 kg, lấy 3 kg thôi. Cái này về để bàn thờ ăn từ từ chị. Nhẹ nhàng nó nghiêu. Ôi mấy trái xài ban đầu ngon ghê luôn nè. Đi từ từ với cái nó nhỏ dặn theo thời gian. Em cảm ơn chị nha. Nè ăn ơi, bọc thêm một cái bọc nữa cho chị Kiệt. Cảm ơn người đẹp nhiều. Cái này cái đó. Chị ơi để đâu chị ơi? Dạ cảm ơn chị, thấy là nhẹ lại liền không? Con sẽ xài chín ngon quá nha. Đổi thùng nước tiếp. Chào em. Ai mua xoài không? Chưa gì á mà mình đã bán được cái ta 7 kg rồi đó nha ơi. Xoài cát Hòa Lộc đi mấy cô mấy chú ơi. Ồ, có người kêu mình kìa ngăn ơi, mừng quá. Dì bán dừa mua xoài không? Dì gãn mua xoài không? Đây. Dạ mua, chậm tay là hết. Dạ ký. Dạ, 25.000 một ký. Dì gãn lấy mấy ký, con lấy bọc. Lấy bọc đó con. Dạ rồi, đây. Dì bán dừa, lấy bọc bự hay bọc dừa dừa? Còn bọc dừa dừa hết bọc bự luôn đi. 2 kg hay gì tố? Trời ơi, tự nhiên thấy đắt dữ ta. Đây. Trả tại dì Tú ơi, cứu con dì Tú ơi. Cứu con, cứu con. Lựa cho dì Tú, lựa cho dì Tú. Rồi bây giờ ở đâu đây? Bên kia kìa. Trả tại dì Tú ơi, con không kịp bóc luôn á. Không kịp để lựa luôn á. Bà trái hả? Hết luôn rồi. Bà Tú mua 2 kg. Đó còn trái nào? Tú hết luôn đi. 2 kg bà Tú đâu? Bà Tú chưa thấy bà Tú đâu nè. Khoan khoan. Tú thì Tú đi. Cho mày có 2 kg đi. Tú 2 kg đi. Có phải không? Chưa để con bà cái đó trước đi. Tôi 2 kg. Khoan khoan. Để nè ngăn ơi, coi cái này trước cho bà Sáu cái đi nha. Rồi lên cái đó đi. Đây đụng chưa Tú đây nè. 25.000 một ký. 300.000 kia 400.000 kia 15.000 nữa là 35.000 ký. Rồi cái này của gì? Của bảy. Ký 2. 25. 30 nghìn. Dạ con cảm ơn. Cái này của gì hả gì? 26. 2 ký 6. 25 nè. Này là chị Tú. Của bà 6 nhiêu? 25 là của gì kia? Của bà 6 là 30. Của tôi 35. Của chị 6 còn ký 4 lận. 35. Nè. Con cảm ơn bà Sáu nhiều. 2 kg ba. 2 kg. Bà Tú đủ 2 kg không? Để coi Tú 2 kg đủ không? Đủ bớt qua. Yếu 3 kg. Yếu 3 kg. Bớt 3 ngàn bớt đi. Lại. Bớt 3 ngàn đi. Để Tú lên đây coi. Bớt 5 ngàn. 2 kg 8. 2 kg rồi đó. Dạ. Cho trái này đi. Cho đây 2 kg. Chứ 8. Chắc được 2 kg á. Tính 2 kg thôi. 50. Lấy đó gì Tú đi. Lấy gì Tú giùm con. Tú. Ôi trời ơi. Có thể đưa tờ nhỏ hơn không? Nãy giờ con bán xoài chưa có được nhiều. Cái này lấy cho con đợi. Cái này cái này khoảng
Cái này được nhiêu? Dạ cái này 75 nghìn. Dạ con cảm ơn. Rồi nhiều dư rồi đó. Con lấy 200 không? Nè lấy 200 thôi đi. Dạ đây, ơ gì gì chùi tiền để ướt chị thối nó bị lộn á. Đây. Khoan cầm trước thùng công 400 có gì là bao nhiêu vậy? 30. 30. Gì hai chữ hả? Của gì vậy bán vừa nhiêu nha? Của 2 cái 6. Của bà 10 đủ hả bà 10? Cái này hồi 25. 600 gram nó 15 ngàn, 15 50. Này hồi 25. 25 ngàn của cái bọc này cũng hồi. Rồi còn có ai nữa không? Còn cái này của ai nè? Cái này của gì bán xoài. À bán dừa luôn. Gì bán xoài. Của gì Tú nha. Của gì Tú 50 ngàn. Con cảm ơn gì Tú nhiều. Con có gì nhiêu con? Dạ. 600 kg, 400 thì bỏ ra 10 ngàn, 3 kg là 75 ngàn, 65 ngàn gì ơi? Con? 65 ngàn. 65 hả? Dì ơi, dì lấy thêm bọc không dì? Dạ, cảm ơn dì. Trời ơi, Ngân ơi, đếm tiền đi Ngân ơi. Rồi, dì vô. Hồi nãy đem thêm bao nhiêu tiền thối vô? 100 ngàn. Dạ, con cảm ơn. Hay là có ai được vốn không hình lỗ? Dạ lời, tại vì xài nhà. Xài trong rồi hả? Dạ. Dạ. Bữa gì có đi ra ngoài đó hả dì thấy không? Sáng nhất hết trơn á. Dạ nhưng mà cũng ít đủ ăn với bán ít ít vậy thôi à, chứ không có bán nhiều. Đến rồi giờ già nó nhiều ăn hết á. Dạ. Dạ. À đây là tiền đem theo. Thì hôm nay mấy chị em tụi con bán xoài rất là đắt luôn cô chú ơi. Cứ nghĩ là bán không đắt nhưng mà thật sự là đắt không tưởng luôn. À rất là cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hai chị em tụi con đi bán xoài nha. Còn bây giờ thì cho hai chị em xin chào và hẹn gặp lại.